Dạ vâng, hôm nay xin kính chào tất cả quý cô bạn. Trong video ngày hôm nay thì hôm trước có một số bạn hỏi mình rằng là có cái cách nào để tăng dung lượng bộ nhớ của các bạn hay không? Thì ngoài những câu trả lời mình nói với các bạn rằng là ngoài những cái việc mà chúng ta dọn dẹp thường xuyên những cái tập tin chạy ngầm. Ví dụ như các bạn hiện ở bên đây thì nó có rất nhiều tập tin chạy ngầm như thế này thì các bạn có thể xóa đi. Đừng tưởng rằng là khi các bạn ẩn một cách thoát ra nhanh như vậy thì chúng ta không vào ứng dụng nữa, mặc dù chúng ta không nhìn thấy, tuy nhiên ứng dụng nó vẫn đang chạy ngầm. Gây tốn dung lượng, tốn pin và tốn thiên liệu của chúng ta. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn cái cách sao lưu ứng dụng vào cái thẻ nhớ. Và vấn đề thứ ba là các bạn có thể dọn dẹp những cái app của nó đi. Những cái app nào mà không cần thiết thì các bạn cũng nên dọn dẹp bớt. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ vào cái phần giới thiệu điện thoại này. Con của mình đang làm đây là Xiaomi các bạn nhé. Mình sẽ vào phần bộ nhớ. Thì ở đây bộ nhớ của mình đang trống chỉ có 1,61 GB. Mà tổng của bộ nhớ của mình là đang 32 GB, vậy thì mình đang lưu trữ quá là nhiều những ứng dụng lớn ở trên điện thoại của mình. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ phải tiến hành là vào cái trình dọn dẹp này. Và mình sẽ kiểm tra xem rằng là ở đâu nó đang chiếm quá nhiều cái số dung lượng như vậy. Thực tế thì bây giờ mình đang sử dụng máy thì cũng thấy nó đang có tình trạng rất là đơ. Ví dụ như mà khi mình quay video ở cái phần đoạn cuối thì nó hay bị cái làm tức là đơ mẹ giật đi các bạn đó. Thì chính vì vậy thì hôm nay mình sẽ quyết tâm là phải dọn dẹp bớt đi mới được. Đây thì các bạn nhìn thấy đây những cái mảng photo, tại vì mình có kinh doanh thêm cái mảng camera. Thì tại vì là như vậy thì mình sẽ tải rất là nhiều cái file tẹp xuống cái điện thoại của mình. Mà lâu lâu thì mình lại không dọn dẹp như các bạn là không chú ý đến ấy, thì bắt đầu là nó sẽ bị tốn những cái dung lượng nằm ở trong máy, thì dẫn đến là máy của chúng ta sẽ bị rơ rác như vậy. Đấy, bây giờ thì các bạn hãy kích chọn hết những cái file tẹp lớn lên đi. Như thế này. Đó, các bạn cứ kích chọn hết những cái file này đi. Sau đó thì chúng ta sẽ xóa bỏ những cái file này đi. Khi các bạn cần thì các bạn có thể sao lưu hoặc là chuyển những cái tệp này sang máy tính. Còn thực tế điện thoại thì cái bộ xử lý của nó mà các bạn để quá nhiều như thế này thì nó sẽ rất là tốn cái dung lượng. Các bạn xóa đi. Và giờ mình sẽ quay trở lại và để xem rằng là cái dung lượng bộ nhớ của mình xem nào. Đó, chống phải 59 GB. Như vậy là nó gần đủ là cái dung lượng để cho hệ thống của chúng ta có thể là hoạt động trơn tru và ổn định. Nếu các bạn dọn được càng sâu thì càng tốt các bạn nhé. Thì đây cũng là một cái số cách để khiến cho điện thoại của mình sẽ sử dụng được trơn tru và mà hơn. Thì các bạn hãy sử dụng cách của mình để cho điện thoại của chúng ta sẽ được sử dụng tối ưu hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau.